Rồi, hello mọi người nha. Việt Lao TV đây. Rồi, rất vui được gặp lại mọi người ha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục MCSA ha mọi người. Hôm nay mình làm phần bài lab thứ 18 ha. IPv6. Thì mình cũng làm bài lab ngắn gọn thôi ha. Thì trong cái phần này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách triển khai IPv6 ha, cấu hình DNS server và DHCP server ha, trong hệ thống mạng sử dụng IPv6. Thì bài lab này mình sử dụng hai máy ha mọi người, DC1 Domain Controller ha. Rồi PC1 là Windows 10. Rồi cái mô hình cơ bản ha. Hai máy. Thì bài thực hành này thì gồm có các bước như là thiết lập địa chỉ IPv6 nè, xong rồi cấu hình DNS server ha, rồi cấu hình DHCP server và kiểm tra kết quả. Rồi mô hình đơn giản vậy thôi ha. Rồi, giờ mình bắt đầu ha mọi người. Đóng cái này lại đi ha. Này mô hình đơn giản không có gì. Rồi, mình mở cái node lên ha. 1. Rồi bây giờ mình sẽ đi thiết lập địa chỉ IPv6 ha. Thiết lập địa chỉ IPv6. Rồi, mình mở Hyper-V lên ha. Thì mình sử dụng hai máy ha, DC1 nè. Mình revert lại cái. Rồi PC1 ha, revert lại luôn. Rồi, giờ mình sẽ tạc lên nha. Rồi, tạc luôn con PC1 luôn ha, để tạc sẵn luôn. Rồi, giờ mình mở con DC1 lên. Chờ cho nó khởi động ha mọi người. Rồi, cho nó khởi động tí ha. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành log on domain admin ha mọi người. Rồi, mình sẽ đi cấu hình địa chỉ IP cho nó ha. Thì mặc định này nó đang sử dụng IPv4 ha. Rồi, giờ mình cấu hình cho nó IPv6. CBA.cbl. Rồi, property ha. Mình check vô cái IPv6 ha. Rồi chọn property luôn. Rồi đây mình cho cái địa chỉ IPv6 ha. FD:0:2. Rồi. Rồi 64 ha mọi người. Rồi refer DNS chính nó luôn ha. Rồi ok. Rồi kiểm tra ha. CMD IP config. Rồi, chúng ta đã có địa chỉ IPv6 ha. Rồi, giờ mình sẽ qua cấu hình IP cho máy PC1, máy client ha mọi người. Rồi, mở client lên. Rồi, log on domain admin luôn ha. Rồi, mình sẽ vào phần IPv6 tương tự ha. Chọn IPv6 và chọn property. Rồi, FD:0:2.20 ha.
Rồi, refer DNS về máy server ha mọi người. Máy DC1. Rồi, ok ha. Cloud. Rồi, giờ mình kiểm tra nha. IP config. Rồi, giờ mình bình thử địa chỉ IP của máy server ha mọi người, DC1. 10. Ok, reply ha. Rồi, mình sang bước tiếp theo ha mọi người. Vậy sau mình sẽ cấu hình DNS server ha, hỗ trợ IPv6. Số 2. Cấu hình DNS server hỗ trợ IPv6. Rồi, giờ mình sẽ qua máy DC1 ha. Rồi, mình đóng này lại ha. Mình mở DNS lên. Tool DNS. Rồi, mình vô cái domain chúng ta ha. Forward lớp cúp trên, domain. Rồi, chúng ta refresh lại ha. Chúng ta thấy có địa chỉ IPv6 rồi ha. Nó cập nhật rồi đó. Đây. DC1 ha, BC1 ha mọi người. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ vào vì vượt lúc cúp zone ha. Ở đây chúng ta chỉ mới có IPv4 thôi ha. Rồi, phải chuột new zone. Rồi, net luôn ha. Primary net luôn. IPv6 ha mọi người. Rồi, chỗ này quan trọng ha. Rồi, chúng ta nhập là FD00 2.2.64 ha mọi người. Ok, next. Rồi, next luôn. Finish. Rồi, giờ chúng ta sẽ tiến hành đi cập nhật ha. Cập nhật cái pointer cho nó. Rồi, chúng ta mở dùng mà sorry cmd ip config set register dns. Rồi, tương tự trên máy PC1 luôn ha mọi người, cho nó cập nhật ip config set register dns. Rồi, mình có sai rồi, register dns. Rồi, mình qua quay lại cái DNS server ha, mình kiểm tra coi nó cập nhật hai cái pointer kia ha. Rồi, ok. Xong ha. DC1 và PC1. Rồi, chúng ta tạo thử một cái host ha mọi người. Rồi, phải chuột nè, new host nè. Rồi, ví dụ World Wide Web đi. Rồi, trong hệ thống mạng chúng ta sẽ có một cái web server ha. 10. Rồi, tạo cái pointer cho nó luôn nha. Ok. Rồi, kiểm tra cái pointer có chưa. Rồi, có luôn ha, World Wide Web. Rồi, mình sẽ tiến hành kiểm tra thử ha. DNS lookup. Rồi, mình phân giải tên thử ha. DC1.vietcloud.vn. Ok ha. Web.vietcloud.vn. Rồi, mình thử phân giải địa chỉ IP luôn ha. FD. Rồi. Thành công ha mọi người.
Rồi tương tự mình kiểm tra tên PC1 ha. Của my netbook. Rồi mình kiểm tra thử cái quạt quay web coi, quạt quay web .vita.vn. Ok ha, 30 FD nè, 00 nè, mình kiểm tra từ IP sang tên nha. Ok, thành công ha. Giờ mình sẽ bình thử máy server ha, mình đang ở máy client mà. Bình dc1.cloud.vn từ 6 ha mọi người. Mình bình bằng IPv6 ha. Ok. Rồi, thành công ha mọi người. Rồi, tiếp theo mình sẽ cấu hình DHCP. Sai nữa rồi, DHCP server ha, hỗ trợ IPv6. Rồi, mình sẽ quay lại máy DC1 nha. Tắt hết luôn nha. Rồi, mình sẽ đi cài cái DHCP server. Rồi. Add on feature ha. Rồi, net luôn ha mọi người. Này tới. Đây mình chọn DHCP server nha. Rồi, add feature. Net. Rồi, net luôn ha. Rồi, install. Rồi, mọi người chờ nó install chút ha. Rồi, sau khi install xong ha, mình bấm commit DHCP config exploration ha. Rồi, ở đây cái bước là mình sẽ authorize nó trong AD ha mọi người. Rồi, commit. Ok, thành công ha. Rồi, close luôn. Này nãy em bấm hai lần nó chưa ăn nữa. Rồi, commit lại luôn. Ok. Mình bấm mà nó chưa có ăn nữa. Rồi. Rồi chúng ta mở tool ha. DHCP. Rồi chúng ta mượn cái IPv6 ha mọi người. Rồi phải chọn new scope. Next ha. Rồi đặt cái tên là IPv6 scope 1 ha mọi người. Rồi next. Rồi refix ha. Đây mình đặt FD00. Rồi sửa 64 ha. Rồi, next. Rồi, cái start và cái end ha mọi người. Rồi, đây mình cho 150. 150 ha. Rồi, add. Rồi, next. Rồi, để điều hô ha. 8 ngày. Rồi, hỏi chúng ta có active pickup không ha. Rồi, finish luôn. Yes. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ bung cái scope IPv6 scope ra ha. Chúng ta chọn cái scope option. Rồi phải chuột config option. Chúng ta chọn cái 00023 ha, cấu hình DNS cho nó. Rồi. Chúng ta chỉ ra đi net server ha mọi người. Rồi FD00. Mười ha, địa chỉ IP của DNS server. Rồi add. Rồi nó kiểm tra ha. Ok.
Rồi, coi như là mình cấp một cái REN IP ha, với lại cái DNS server. Rồi đó. Rồi, bước tiếp theo mình sẽ đi kiểm tra kết quả. Kiểm tra kết quả. Rồi, chúng ta mở CMD ha. CMD. Rồi, tại máy DC1. Chúng ta có ipconfig screenil 6 ha mọi người. Enter. Rồi, chờ xíu ha. Rồi, đây IPv6 ha. Máy DC1 đã nhận được IPv6 do DHCP server cấp ha. Rồi, tiếp theo chúng ta qua máy PC1. Chúng ta cũng tương tự ha, ipconfig screenil 6. Rồi, kiểm tra IPv6 ha, do DHCP server cấp. Rồi, chúng ta quay lại DHCP server kiểm tra nè. Address nè. Rồi. Rồi, tiếp theo ta kiểm tra cái trong phần DNS ha mọi người. Rồi, chúng ta bung cái vietlau.vn kìa ha. Rồi, chúng ta refresh lên cái nha. Đó. Có IPv6 hot record mới ha. DC1 nè. DC1 ha mọi người. Rồi, giờ chúng ta sẽ kiểm tra bằng máy client ha. Rồi, chúng ta ns nút cấp nha. Kiểm tra tiếp. Rồi, thiếu chữ B. Rồi, DC1 ha. .vietcloud.vn. Ok ha. PC1. .vietcloud.vn. Rồi, thành công hả mọi người? Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành bin thử ha. Bin địa chỉ IP của DC1 ha. Bin IPv6 luôn nha. FD nè, 00 nè, địa chỉ này ha. FD00 2.2. ha. BD38 2.9469 6D 4E 53B6. Rồi mời kiểm tra hai cái chính xác nha. FD00 nè. BD38 9469 ha. 6D 4E 53B6. Rồi pin ha. Ok, nghiệp like thành công. Rồi. Vậy là mình đã hướng dẫn mọi người cách triển khai IPv6 ha, trên nền trên DNS server cũng như DHCP server ha mọi người. Rồi, mình xin tạm dừng bài lab tại đây ha. Hẹn gặp mọi người vào bài lab tiếp theo. Rồi, xin chào mọi người ha.